Tam thất tốt cho sức khỏe, nhưng ai thì không nên dùng. Tam thất là loại củ dễ sống và là vị thuốc rất tốt cho sức khỏe, được trồng nhiều ở Việt Nam. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, tam thất đứng đầu bảng trong số các loại vị thuốc đông y. Dân gian có câu nói, thứ nhất tam thất, thứ nhì nhân sâm. Dưới góc độ đông y, lương y Bùi Đắc Sáng cho biết, tam thất có vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, tác dụng hóa ứ, tư bổ, cầm máu, tiêu thủng, giảm đau. Tam thất được dùng chữa tất cả các chứng xuất huyết, ngã đau, sưng bầm tím, đau tức ngực, u bướu, huyết ứ, bế kinh, thống kinh, sản hậu huyết hư gây đau bụng, các loại mụn nhọt sưng đau, khí huyết lưỡng hư tức ngực, vân vân. Theo y học hiện đại, tam thất có tác dụng như bảo vệ tim, chống lại những tác nhân gây loạn nhịp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể khi bị thiếu oxy. Nó cũng ức chế khả năng thẩm thấu của mao mạch, hạn chế các tổn thương ở vỏ não do thiếu máu gây ra. Dù tam thất có nhiều tác dụng với cơ thể, nhưng do có tính đắng nên rất ít người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, đa số chỉ dùng kết hợp để làm thuốc. Lương y khuyên rằng chúng ta có thể dùng tam thất như một thực phẩm đồ uống, bằng cách nấu chung với các thực phẩm khác, nhất là món hầm hoặc có thể pha chế thành nước uống cũng rất tốt. Không chỉ củ tam thất, các bộ phận khác như thân, lá, hoa cũng có nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt là hoa. Hoa tam thất được dùng khi còn tươi hoặc đã phơi khô. Loại này có thể sử dụng hàng ngày bằng cách dùng 2-4g pha với nước sôi, lấy nước uống cho đến khi hết vị ngọt hoặc đắng. Loại nụ hoa này được chứng minh là vị thuốc rất tốt cho hệ tim mạch, nên bệnh nhân tim mạch nên sử dụng để có một trái tim khỏe. Nụ hoa tam thất thường được dùng để chữa các chứng bệnh như cao huyết áp, phòng ngừa các biến chứng tim mạch, tai biến mạch máu não, tai biến não, chữa những người trí nhớ kém, ngăn ngừa chứng lú lẫn ở người cao tuổi. Ngoài ra, nụ hoa tam thất giúp ngăn ngừa phòng chống bệnh ung thư, ức chế sự hình thành và phát triển của khối u. Dù tam thất nhiều tác dụng với sức khỏe, tuy nhiên lương y Bùi Đắc Sáng khuyến cáo một số người không nên hoặc hạn chế sử dụng, đó là phụ nữ đang hành kinh. Lý do là tam thất có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, có thể khiến kinh nguyệt ra quá nhiều. Trường hợp phụ nữ vốn có huyết ứ làm kinh nguyệt không điều hòa, có thể dùng tam thất để điều hòa kinh nguyệt, tuy nhiên cần sử dụng dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc. Người đang cảm lạnh cũng không nên dùng vì có thể làm bệnh nặng hơn. Phụ nữ có thai tuyệt đối không tự ý sử dụng tam thất và các loại thảo dược từ tam thất vì tác dụng hoạt huyết có thể ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.